Hành trình tiến công lý cho người chồng bội bạc, liệu quá đáng? Từng gác bỏ giấc mơ trở thành luật sư để làm người vợ nội trợ, vun vén cuộc sống gia đình hạnh phúc. Biến cố ập đến khi Phương phát hiện chồng ngoại tình và dính líu bê bối tình dục. Giữa lằn ranh của niềm tin và sự phản bội, liệu Phương sẽ tìm chỗ đứng cho mình trong sự nghiệp? Và hành trình đi tìm công lý cho người chồng bội bạc, liệu có xứng đáng? Ngay từ trailer giới thiệu, khán giả bất ngờ với kịch bản phim truyền hình Hành trình công lý sẽ nối sóng sau khi Gaza hạnh phúc kết thúc. Vẫn khai thác mảng đề tài hôn nhân, gia đình nhưng điểm khác biệt của Hành trình công lý là đi sâu vào câu chuyện hôn nhân của một doanh nhân và người vợ tần tảo. Vun vén cuộc sống gia đình. Đằng sau vỏ bọc gia đình hạnh phúc là sự giả dối, phản bội và khi sự thật được hé lộ cũng là lúc nhân vật nữ chính phải tự tìm chỗ đứng trong sự nghiệp của mình. Nội dung phim xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Phương, Hồng Diệm đóng và Hoàng, Việt Anh đóng. Trong mắt gia đình, bạn bè, Phương có một gia đình hoàn hảo với Hoàng, người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con, tài giỏi. Đang chuẩn bị lên vị trí tổng giám đốc một tập đoàn nhà nước. Phương tốt nghiệp hạng ưu ngành luật nhưng quyết định từ bỏ công việc luật sư đầy hứa hẹn về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Biến cố gia đình ập đến khi clip ngoại tình của Hoàng và cô gái trẻ bị phát tán trên mạng. Mọi hợp đồng làm ăn của Hoàng gặp rắc rối, công ty phá sản, thậm chí phải bán nhà trả nợ. Cho rằng mình bị gài bẫy, Hoàng tự thân điều tra và khi anh chuẩn bị tìm ra manh mối. Cô gái trong đoạn clip bất ngờ bị sa thải và Hoàng dính líu tới cái chết của người tình, trở thành nghi can giết người, đối diện với án tù. Cay đắng khi người chồng đầu gối tay ấp phản bội, vướng vào vòng lao lý, xót thương những đứa con không có cha. Phương tưởng rằng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Nhờ có sự giúp đỡ từ Nguyệt, Thu Quỳnh đóng và Quân, cô Huy, những người bạn học chung thời đại học, Phương đã được sốc lại tinh thần. Cô tìm thấy giá trị của bản thân và nỗ lực theo đuổi niềm đam mê trở thành luật sư. Với vạch xuất phát từ con số 0, Phương cũng đối mặt không ít cạm bẫy, cạnh tranh, giữa lương tâm và trách nhiệm, giữa cán cân công lý. Trong hành trình tìm lại công lý cho người chồng bội bạc, Phương sẽ phải đấu tranh tư tưởng khi biết sự thật về nỗi oan ức của người chồng bị gài bẫy. Liệu rằng, sau khi Hoàng được minh oan, cô có đủ dũng cảm để tha thứ cho sự phản bội của chồng? Bên cạnh việc minh oan cho Hoàng, khán giả sẽ cùng Phương và Nguyệt đi qua nhiều vụ án khác nhau, từ những vụ dân sự thông thường như ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con. Anh em kiện nhau vì chia tài sản cho đến những vụ án hình sự lớn, những vụ oan sai gây chấn động xã hội. Bộ phim cũng nhận được sự tư vấn nghề nghiệp chuyên sâu từ các luật sư, chuyên gia của Viện Kiểm sát. Nhờ vậy, các vụ án được thể hiện sinh động, vừa đúng với chuyên môn ngành nghề nhưng lại thực tế, gần gũi với khán giả hơn. Hành trình công lý là bộ phim Việt hóa, được mua bản quyền từ đài truyền hình CBS, Mỹ. Bộ phim ban đầu có tên Người vợ tốt, phim tạo sức hút với khán giả từ kịch bản mới lạ, dàn diễn viên tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa, Việt Anh, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Hà Việt Dũng, Quốc Huy, Doãn Quốc Đam, đặc biệt là sự bảo chứng thương hiệu của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Mai Hiền. Dự kiến, bộ phim Hành trình công lý lên sóng ngày 10 tháng 10, kỳ vọng là bom tấn màn ảnh Việt năm 2022.